Ăn cháo các bạn ơi. Ăn ngột vịt muối các bạn. Để tắt máy và lột ra cho các bạn coi nha. Này các bạn ơi, cháo này cháo trắng nha các bạn. Mời các bạn ha. Trứng vịt muối nha các bạn. Ngon các bạn. Cái vịt muối ăn ăn cháo trắng ngon các bạn ơi. Cũng ngon chứ bộ. Ghé quán mình mua trứng à. Có một trứng à. Rồi bà kia bà chủ quán mới nói mua mua hai trứng đi. Bà đưa trứng này nữa nè. Nói tôi trứng thôi mặn cái bà mà trứng vịt muối nó mặn mà ăn trứng thôi. Rồi bà hô là ăn trứng rồi ăn hai trứng đi cho nó đều. Mà nói vậy á. Cho nó bổ đều. Bà nói một trứng bổ trứng, hai trứng bổ cho nó đều. Bà nói vậy á. Tôi lấy luôn. Bó tay bà chủ quán luôn. Một vịt muối công nhận ăn cháo trắng ngon các bạn. Lạ, ăn ngon chứ. Này những này béo. Ngon kìa. Sao bà chủ quán mà biết ăn ăn này bổ trứng này ăn bổ trứng không biết. Bà nói ăn hai trứng bổ cho nó đều. Bà không biết bà có ăn kia bà có bổ cho bà biết mới.
ăn lạ lạ ngon các bạn ơi, lạ lạ mà ngon. Chắc ăn trứng à. Chắc ăn trứng nè. Hai trứng được mặn lắm. Vừa. Trứng vừa. Mai ăn trứng nữa. Thôi thằng cháu về ngủ các bạn ơi. Thôi thằng cháu mát. Nổ quá. Đừng hết tụt trong nò. Ăn hết tô cháo mà có một trứng à, là vừa. Bà biểu ăn hai trứng chứ. Bó tay bà chủ quán luôn. Thôi nha các bạn, chia sẻ với bạn chút thôi nha. Chào các bạn nha.